ha. Thì mình sẽ bắt đầu là mình design chiếc, mình sẽ dùng cái chai treo màu trắng này. Rồi mình sẽ sơn một lớp, mình sẽ sơn một lớp nè treo lan trước nha. Đó, để ngón này cho mình chị dễ xem, mình sơn một lớp treo lan trước nè. Đó, sơn một lớp treo lan mỏng trước nha. Sau đó mình sẽ dùng cái cây cọ của mình. Đây là có hai đầu nha mấy chị ha. Trước khi xài thì mình sẽ rửa qua cái acetone một chút, rửa qua thấp khốt một chút xíu. Và mình không có rửa acetone nha mấy chị ha. Lấy một ít thấp khốt đây. Đó, mình rửa sơ qua. Sau đó mình sẽ dùng cái chai màu trắng của mình. Mình quét lên tùy theo là mọi người là mình muốn cái hình dạng cho cái design của mình marble mình như thế nào nha. Đó, mọi người thấy là bây giờ bắt đầu là cái treo lan của mình lan hơn. Đó. Mình cứ cho nó loan nha, tùy theo là mình thích nè. Tại vì sao Christine muốn nó loan nhiều hơn? Tại vì ở trên đây đó là nó trong, nhưng mà Christine muốn cho nó hơi có màu ở dưới cái bay của mình đó. Nên là Christine sẽ chờ cho nó hơi loan một chút xíu nha. Tại vì nửa lát nữa là mình sẽ đi một cái đường viền lại nữa. Đó, bây giờ là mình mới tạo cho cái nền của cái marble thôi. Tại vì tùy theo cái design nha mấy anh chị ha. Và mình sẽ tạo cho những cái marble của mình đi theo cái hình dạng mà mình muốn. Nếu mà trong lúc mà mình muốn cái chỗ này loan mà nó không có đủ độ loan cho mình đó, thì mấy anh chị là giúp Christine dùng một chút xíu treo loan ha. Đó, mình sẽ dùng thêm một chút xíu treo loan để mà cái treo loan, cái loan độ loan của mình đó, mình muốn nè. Hoặc là mình có thể là dùng cái cây cọ ha, mình tán cho những cái màu của mình nó đi ra. Các anh chị thấy không? Là mình có thể là dùng thêm cái cây cọ của mình nha. Mình tạo cho nó có cái độ loan hơn, cho cái màu của mình nó loan nhiều hơn ra hai bên, để cho nó có một cái lớp mỏng màu trắng. Đó, các anh chị thấy không? Mà mình cho nó có một lớp mỏng màu trắng và nó sẽ cover hết nguyên móng của mình. Mình sẽ làm một ngón trước nha. Đó, sau đó khi mà xong hết rồi, mình muốn cái độ loan giống vậy, mình sẽ để vô máy nha. Ở đây nè, hơi đậm chút xíu, mình sẽ xin thực hiện một cái ngón trước để cho anh chị là mình có thể là hình dung là xin sẽ làm cái gì. Nên lát nữa là khi mà mình qua cái bước tiếp theo đó là mình sẽ làm 19 ngón còn lại nha. Thì mình sẽ làm một ngón trước cho anh chị là mình hình dung ra được. Đó, nè, xin cho một lớp treo lan lên. Sau đó là mọi người thấy là Christine sẽ cho đầy móng, cho nó loan ra đầy móng, giống như là mình đắp bột như vậy đúng không? Có một cái lớp màu trong trong, màu trắng trắng trong trong ở trong này. Sau đó thì mình sẽ lấy cái đèn của mình nha. Mình sẽ đi lấy cái đèn. Trước khi hold on, trước khi để vô là mình sẽ vuốt xếp một lần nữa nha. Rồi, ok, inside. Khi mà xong rồi là cái xương sẽ lấy cái món màu xanh này. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ vẽ nha. Mình vẽ những cái mình vẽ cái này mà. Ok, get me your hand. No, this one. Hello, hi anh. Khi mà xong rồi là Christine sẽ dùng nè, bây giờ là mình sẽ dùng ha. Mình sẽ dùng một chút xíu treo trắng nè mấy anh chị thấy không? Cũng là cái treo trắng hồi nãy luôn. Sau đó mình sẽ vẽ những cái đường sấm sét lên. Đúng không? Những người ta giống như sấm sét á, mình vẽ marble ha. Nói chung nó là marble nè. Sẽ vẽ nhẹ nhàng lên. Đó, tùy theo là anh chị là mình muốn đi như thế nào. Nét nhuyễn dày hay là nhuyễn lớn nè.
đó mình nhẹ 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 nhàng lên theo tô theo những cái đường nét mà mình muốn nha. Mình sẽ vẽ những cái rau. Cái gì chị? Có. Ở đây để em kêu qua tệ lấy cho. Tệ màu đen màu đỏ. Không chịu đưa quên. Chồng luôn. Bán là khách hàng phải đi kiếm rồi đấy. Hỏi kìa. Làm thay đổi mình nha. Kêu qua một phiêu đây. Tại ở trong đó. Cho anh chị biết có. Chưa, tại hôm qua em mới làm live. Sorry nha, mấy chú hôm nay bận á, chưa phiêu kịp. Rồi ha, mình sẽ bắt đầu nè. Tại vì sao bây giờ là cái châu lan của mình đứng rồi, nó không còn nhảy nữa. Thì mình sẽ đi thật là nhuyễn ha. Ở đây nè, mình sẽ đi thật là nhuyễn nè. Tùy theo là mình thích như thế nào nha. Cái ma bồ thì mấy chị có thể là thêm những cái gân lên. Thật là nhuyễn nè. Đó, ma bồ ha mấy anh chị ha. Đó, thì khi mà xong rồi thì mình sẽ dùng cái màu trắng nè. Đó, thì bây giờ là mình đã có một cái marble sấm sét nha mấy anh chị ha. Đây gọi là cái marble sấm sét. Ok baby. Nice ha. Rồi, cái này là cái marble sấm sét mình dùng bằng làm bằng châu lan nha mấy anh chị ha. Màu rất là đẹp. Thì mình có thể là đi theo những cái đường nét mà giống như sấm sét vậy. Tùy theo là anh chị là mình vẽ nha. Thì những cái dụng cụ mà tại sao hồi nãy là xin làm live riêng để cho anh chị là mình dễ thấy được mình design như thế nào. Khi mà anh chị mà mình nhìn lại đó, mình cũng rất là dễ hiểu ha. Rồi, ok, bây giờ là mình sẽ để vô máy. Trước khi để vô máy đó thì mình sẽ nhìn hai bên. Nhưng mà chắc chắn thì cái đợt 2 này của nó sẽ không có bị mất shape nữa. Nên anh chị là yên tâm, mình để vào máy nha. Ok, inside. Đó, thì Christine đã thực hiện xong cái một ngón đầu tiên. Thì bây giờ là Christine sẽ làm tiếp tục 10 ngón rất là nhanh. Tại vì thao tác đó mình rất là dễ làm. Anh chị chỉ cần là có một cái chai treo loang nè, một chai màu trắng nè, Angel White gel nha mấy anh chị nha. Nếu mà chai khác, màu trắng khác thì mấy anh chị rất là khó làm nha. Nó sẽ chảy quá hay là gì quá. Mình dùng Angel White gel rất là đẹp luôn. Rồi một cái chai treo loang của silamsupply.com. Ngoài ra là mình sẽ cần một cái chai thấp hút nữa nha. Quan trọng là sao, có một cái cây cỏ rất là đẹp ha. Cỏ này rất là nhiện, khi mà anh chị là pick up những cái treo của mình á rất là dễ dàng luôn. Cây cỏ Lightwork này mấy anh chị là mua chỉ với giá là 20 đồng thôi cho một cây nha. Cỏ làm bằng cỏ lông chồn, mấy anh chị xài rất là dễ. Và nó có cái nắp đậy cho mình luôn nha, rất là đẹp luôn. Rồi bắt đầu thì mình sẽ qua cái ngón khác. Baby, give me your hand. Đó, xong ha. Và Christine sơn cái top coat lên cho mấy anh chị xem là mình đã hoàn thành xong một móng nè. Mấy anh chị thấy dễ không? Marble sấm sét nha mấy anh chị nha. Rồi. Rất là dễ làm luôn, châu loan. Ok, inside.